mưa băng dài. Rồi Nhân xin chào toàn thể chị em cô bác ha. Đang xem màn ảnh ngầu kênh Nhân Trần TV. Rồi trời mưa quý vị, mưa qua giờ luôn, trời mưa làm clip cực khổ lắm quý vị ơi. Rồi hôm qua Nhân có đến đây cầu xin bà được cái lọc cái tài quý vị. Nhân lắp được hai cái thẻ xong thì bà cho mình cái lọc là con 14 và con 20 quý vị. Thì tại lọc hôm nay trên kênh thì Nam Bắc thì bà cũng linh thiêng, cũng ban cho mình được cái lọc cái tài con 14 miền Nam và miền Bắc về cũng được con 14 đó, thì Nam Bắc đều có quý vị ha. Đó thì Nhân quay trở lại đây trả lễ giấy lòng thành kính. Nhân cũng có thỉnh các loại trái cây đó để mà trả lễ bà, cầu xin lại cái lọc cái tài cho tất cả quý vị vào ngày mai tham khảo trên kênh của Nhân. Rồi tài lộc tâm linh thì Nhân làm bằng cái tâm của mình, Nhân mong tất cả quý vị ai thương mến Nhân. Dù này nó nóng quá quý vị, thì tiếp cho Nhân cái động lực, ai chưa like thì mỗi người cho Nhân xin một like quý vị ha. Bà nói ai không like là ngày mai bà không cho lọc nha. Thì số Zalo hôm nay thì trên da heo Zalo thì hôm nay cũng khá là cực cỡ luôn. Mình ăn được con 82 ha, miền Nam mình ăn được 2 lô và miền Bắc mình ăn cũng được cái đầu con 23 đó, Nam Bắc về cũng được 3 lô. Trên Zalo hôm nay cũng xin chúc mừng, chúc mừng anh chị em của bạn ha. Ai có được cái lọc cái tài ở đâu thì nhận được cho người đó đó. Thì Zalo da heo gì cũng vậy quý vị, trên kênh cũng vậy, Nhân cũng làm bằng một cái tâm thôi ha. Thì vào Zalo thì anh chị em nào có lọc của Nhân, Nhân cũng đi xin quý vị, chứ không phải mà tự động ở trên trời mà gỡ xuống đó. Thì Nhân cũng xin cầu những cái dòng này dòng kia rồi những cái chỗ mà Nhân không có đi quay được quý vị ha, cho nên là Nhân xin đặc biệt riêng tặng trên Zalo đó. Thì hôm nay thì cũng khá là được gỡ, hai ngày liên tiếp là mình cũng ăn đầu đuôi đó Zalo đó. Thì anh chị nào phát tâm phát nguyện ha, phụng Nhân thì được cái gì thì Nhân cũng xin quan hỷ và rất là vui đó. Chứ Nhân cũng không xin quý vị, trên Zalo thì Nhân cũng tặng đó. Mà một số anh chị trên Zalo nè Nhân nói rất là nhiều lần, trời ơi số xin. Ví dụ như mình có đá thì mình lấp nhẹ lại cái lô, hoặc là đầu đuôi mình quấn nhẹ, mình quấn lại cái lô. Ví dụ cái lô có thì mình dớt lại cho mình cũng đỡ phần nào. Sao mà cứ đè đập đi đá rồi cho một cặp về ngay cái đuôi, về thêm lô nữa hai lô rồi thua. Trời ơi, thiệt khổ. Thì nói sao giờ, quấn cái kiểu đó. Bây giờ tôi nói với quý vị, dù cho tôi xin linh cỡ nào linh, cho con số nó ra cỡ nào ra, bây giờ cho một cặp mà ra một con 3-4 lô như vậy đó quý vị mà không trúng thì làm sao mà cho được nữa. Trời ơi, thì chơi như vậy thì thôi mấy bà mà không biết chơi thì thôi đừng có vào xin tôi, than khóc than khổ làm chi, tôi chịu không có nổi. Giờ tôi cho, trời ơi khổ lắm. Do một số anh chị than khóc khổ quý vị, Nhân cũng chịu không có nổi, Nhân cho thì mình phải biết. Trời ơi, mình kiếm cái lô được rồi, cơm gạo được rồi, đâu có chịu tặng cho một cặp đèn đá chiều ra hai lô ngay cái đuôi trúng không chị? Nói sao chị, cho hai con đá ra có con rồi lại cái gì trúng. Trời ơi thiệt khổ, thôi bó tay luôn. Bà ơi, nó mô gì đã vậy, con không biết làm sao đấy. Trời ơi, trái mong cầu nó chín chức thỉnh bà ra ngoài làm luôn, đói bụng quá. Thỉnh trái mong cầu của bà nha. Đây quý vị, hôm nay cái cây Nhân cúng nè, thì Nhân chắc lên luôn ha, chắc cái này để qua cái quá trình quý vị chơi xài bữa nay ha, tới tươi luôn nha, mời tài lộc tới tươi luôn. Rồi thì Nhân cũng chân thành cảm ơn tất cả quý vị trong nước và ngoài nước ha, đã thương mến Nhân trong suốt những tháng ngày vừa qua đó. Thì anh chị xem kênh YouTube thì Nhân nói rất là nhiều quý vị ha, mình xem được cái lộn số không. Nhân làm nghề thì Nhân nói chung thì Nhân cúng kiếm thì quý vị cũng đã biết rồi ha. Thì Nhân là bằng cái tâm quý vị, có cái chi thì Nhân cúng cái đó đó. Rồi quá. Rồi thì Nhân soạn đồ lên rồi quý vị, Nhân xin phép làm cái lễ để xin lập bà lại cho quý vị ngày mai tham khảo trên cái kênh của Nhân ha. Thì số Nhân nói rất nhiều lần quý vị, ra cái lô là mừng rồi quý vị. Trời ơi, số từ con 00 đến con 99 thì quý vị biết không?
ông bà người ta dịch rất là khó khăn quý vị, ra cây lô là mừng rồi. Thì quý vị chơi mình hạn chế số vong linh, tâm linh, mình đừng có tham quý vị. Chiều mình dò số, trong cái dãy số có con số đó là mình vui rồi quý vị. Chứ cái gì đâu mà số Zalo cũng vậy, cực khổ sinh. Trời ơi, da về ngay cái đuôi luôn, cặp luôn. Nam về hai luôn, bắt về ngay cái đầu luôn, con 23. Bữa nay Zalo nhân chốt con 82 và con 23 quý vị. Đó. Vậy nó cho như vậy nó số về nam về ngay cái đuôi, bữa trước cũng về ngay cái đuôi cũng không trúng luôn. Trời ơi, xin sao giờ tôi không biết luôn, thiệt khổ à. Mà cứ vào cứ than khóc rồi người ta giúp cho rồi mà không trúng rồi làm sao đây, thiệt chứ. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lại bà chú sứ thiên hộ cái quản tại đất này cùng các vị sơn thần thổ thần, tài dương địa dương, vong linh ông bà chiến sĩ trận chung nơi đây, nay thiện nam tính chủ con đặt chân là bước đến đất này để cầu tài cầu lộc giúp người giúp đời, cầu xin bà gia hộ độ trì vàng phước và lộc ban tài ban cho con cặp số vào ngày mai. Ngày thì có miền Nam, đêm thì có miền Bắc. Nay con quay trở đây trả lễ với cái lòng thành kính. Hôm qua con cầu xin được cái lộc cái tài, con cũng đạt được như ước nguyện. Lễ vật nhân lên gồm trái cây tươi bánh, có cái chi bà nhận dùng cho con. Kính thỉnh bà gia hộ độ trì cảm ứng chứng minh cho lòng thành kính của thiện nam tính chủ con, cầu xin cho gia đình ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu được bình an, hoặc thải dân an, mưa thuận gió hòa, nguyện cho bệnh dịch được tiêu tan. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy thì mình tiến ra ngoài trước cái gì. Rồi, thì đến thì nhân sinh xong quý vị ha. Cầu xin bà gia hộ được gì bàn cho cái lọc cái tay ở trên cái tay sông này về ngày mai ha. Tức là ngày 23 tháng 3 năm 2022 nhằm ngày 21 tháng 2 âm lịch năm nhâm dần. Cầu xin bà gia hộ được gì cho cái lòng thành kính của nhân đến đây để cầu tài cầu lộc giúp người giúp đời bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Mà cuộc sống nhiều cái nó khổ đau quá, trời ơi không biết phải làm thế nào quý vị. Thôi đến với cái kênh của nhân chỉ có vui quý vị ạ. Rồi anh chị nào hãy chia like, mọi người cho nhân một like nha. Ai chị chia sẻ thì chia sẻ lên cho biết cho mọi người cùng xem quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lại bà chú sứ cao quản tại đất này cũng như ông bà cô bác cho chư vị sơn thần thủ thần gia hộ được trì bằng phước ban lộc ban tài. Nay con đến đây để cầu tài cầu lộc, cầu xin ban cho con cái lộc cái tài, ban cho con số trên thẻ xanh này đúng ngày đúng giờ đúng tháng đúng năm. Trời ơi, mô A Di Đà Phật. Và cho hai cái xăm quý vị, nhưng mà hai cái xăm thì hiện tại thì úp xuống đây ha. Đó thì hai cái xăm úp, thì bây giờ nhân lấy thỉnh cây xăm đầu tiên lên quý vị để coi bà cho mình cái số gì. Đây cây xăm đầu tiên bà cho mình là con 76 quý vị. Đó 76 rồi. Cây xăm thứ hai nhân sinh bà, bà cho là con 61 quý vị. Rồi con 76 và con 61 này ha, quý vị mình tham khảo. Đó, thì lộc của bà ai thích thì mình lấy lộc, còn không thích thì quý vị cứ xem giải trí cho vui quý vị ha. Sau những giờ làm việc mệt mỏi thì tài lộc về tâm linh. Đó, thì nhân làm hết cái tâm của mình, nhân cũng không có biết nữa quý vị ha.
thì nhiều khi những cái công nhân đi, quý vị thấy ha, cái miếu của bà cô giáo Mỹ Linh đó, ăn không 4 ngày. Thì hôm nay thì cô cho mình có 17 ở bên đó, thì nhân có nói cô Linh Thiên cho về 17 cùng 71. Thì nhân lại trả lời quý vị, thì cô cũng gắng cố gắng dịch cho mình quý vị về cái miền Bắc cùng 71 ngay cái đầu luôn đó. Thì một lát ở đây xong thì nhân cũng phải qua bên đó để trả lễ với quý vị, mặc dù đường thì trời mưa đó, mưa gì gió gì nhân không có sợ quý vị. Cái nhân sợ nhất đó là nhân làm nghề mà tài làm không như mình mong muốn, thì cái đó là cái nỗi sợ của nhân nhất và rất là buồn đó. Thì tài lộc nhân sinh, ai có lộc ở đâu, thì nhân rất là vui quý vị. Một tiếng cảm ơn là nhân đã vui rồi đó. Thì nhân cũng xin vị ngoan đó, quý vị nào phát tâm phát nguyện có muốn phụ nhân được cái gì thì nhân rất là biết ơn và thành thật cảm ơn. Thì bây giờ thì không linh ta linh tinh nữa, nhân cũng xin chúc toàn thể anh chị em cô bác ngày mai trên cái kênh của nhân tiếp tục ai cũng được vui vẻ, ai cũng có lộc có tài. Còn bây giờ thì nhân cũng xin chào và hẹn gặp quý vị ở những video sau.